Có một câu này nhắc chúng ta rất là hay, vì đừng nên bị những lời ngọt dịu làm mê hoặc. Khi đổ vỡ ra thì bị mang bệnh mất tín tâm với tất cả người. Đây là cái câu mà dành cho tất cả những người thích nghe những lời ngọt dịu. Và dính sâu vào cái tâm dính mắc đó đó. Khi có cái gì trở ngại hoặc là bị trở mặt quay lưng thì lại sanh cái tâm bị hụt hẳn, rồi không còn tin tưởng vào bất cứ người nào. Tư tưởng hướng đến tiêu cực sống luôn, nhất là những người hộ trì Tam Bảo, gần gũi với thầy với sư cô. Cái hình thức bên ngoài làm cho họ quá ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức cuồng chí, bị mù mờ, và dù người đó có sai quấy cỡ nào cũng cũng mù mờ hướng đến, mới gọi là cuồng chí. Rồi khi đổ vỡ ra, người đó có những điều gì sai quấy hoặc là người đó trở mặt quay lưng, thăng với người khác, không còn ngó ngàng đến mình. Lúc trước thì mình có tiền mình cúng dường, gần gũi thân thiết, sau này mình không còn cúng dường nữa thì không còn quý mến gần gũi nói chuyện với mình, thì tự nhiên bị hụt hẳn và buồn chán, rồi tự nhiên mất tín tâm với Phật pháp. Nên tất cả những người này khi nghe công đoạn này thì phải bình tĩnh suy nghĩ. Chúng ta đến với thế gian này, tất cả người mà chúng ta gặp đều là những người phàm phu đang nghe đạo tu, hoặc là những người không tu cũng toàn là phàm phu. Nên chúng ta không cần một lý do gì đó khi quý mến và khi không còn quý mến, hoặc là khi người ta đến với mình hoặc không đến với mình, mà mình đi mất tín tâm với Phật pháp, mất tín tâm với tất cả người xuất gia. Đừng nên làm điều này, không cần thiết phải như vậy. Chúng ta đến thế gian này, chúng ta phải tin vào định luật nhân quả. Với những người nghe đạo của chúng ta phải nhớ tin vào định luật nhân quả. Nên cái câu thế gian người ta nói cái câu là duyên nợ, thì có duyên người đó thì có nợ với người đó. Quý vị có bị người khác nói mình mù quáng trong cái sự ngu si vì người đó mà làm những chuyện tầm bậy ngu si, quý vị cũng đừng nên nặng nề chi. Vì sao? Vì đó là cái nợ quý vị phải trả. Nhưng nếu biết được đây là cái nợ trả mà không gầy dựng cái tâm tu giải thoát thì thật sự quý vị là kẻ ngu si, để luống qua một đời rất là uổng. Đúng không? Đời rất uổng. Có một cái cô này, cô hộ trì Tam Bảo, giúp đỡ lo lắng cho một vị xuất gia tăng. Cô nhiệt tình đến mức quá nhiệt tình. Và cô nói với mọi người một câu rằng: từ khi tôi biết cái vị này, tôi học tập chung 5-6 năm chờ tôi học, tôi không học được cái gì đặc biệt, tôi chỉ học đúng cái là lừa dối gia đình. Học được lừa dối gia đình. Học Phật mà gia đình không chấp nhận, chồng không chấp nhận, mà chồng ghét luôn người xuất gia. Cô khi đi với người xuất gia này thì cô toàn là lừa dối chồng. Nói là đi đi họp hội hoặc là đi làm việc gì đó, công ty xí nghiệp của mình,
chứ không phải là đi với người xuất gia này. Giết rồi chồng của cô mất lòng tin đối với người xuất gia và rất ghét người xuất gia. Quý vị coi mình học Phật mà học ra làm gì thì đúng hay sai quý vị? Sai rồi. Phật Pháp mình càng học thì người ta càng thích Phật Pháp, là do cái hành động học Phật của mình. Mình càng học Phật mình càng sống tốt, sống vui, mình rất là chân thật thì người ta quý mến Phật Pháp. Còn mình càng học Phật mà mình càng đi vào tiêu cực, tự nhiên gia đình không ai thích Phật Pháp. Bản thân của mình bị mù quáng và bị mê tín theo những hình thức mà mình chạy theo, bị mù quáng luôn. Rất là nhiều phái nữ khi ngưỡng mộ một người xuất gia, ngưỡng mộ đến mức mù quáng, nói lời giả dối đối với gia đình, chồng con. Khi lúc mà thân cận thì người đó chỉ cần tán thán vài câu thì mừng húm, người đó chỉ cần la thì ôm mặt khóc, khóc xong người đó chỉ cần nói vài câu thôi mừng húm. Nó bị chao đảo theo cái sự mù quáng mê tín, bị người ta nắm lỗ tai qua vòng vòng. Học Phật mà bị cuồng chí mê hoặc, đi vào con đường mê tín. Từ cái duyên gặp và cái nợ phải chịu trả gì. Nhưng khi hiểu được cái nguyên lý này thì nhất định phải quay đầu cố gắng niệm Phật. Vì chỉ có chỗ đi về cực lạc mới có thể giải quyết cái nghiệp duyên này. Nên á, những đức chia sẻ từng nói rằng Phật Pháp lợi ích rất là lớn, nhưng nó có một cái tác dụng phụ đối với cái người tu chúng ta. Nếu như chúng ta không cầu giải thoát thì tức khắc nó có tác dụng phụ là quay ngược. Nên quý vị thấy có những người tu hành, vì sao họ đi gạt người? Vì họ không có tâm giải thoát, họ mới đi gạt người. Hoặc họ dùng kinh giáo để gạt người, vì họ không có tâm giải thoát. Họ không có tâm giải thoát nên tất cả việc làm của họ là đều là hại người. Nếu như họ thật sự có tâm giải thoát thì tất cả việc làm của họ toàn là giải thoát, niệm niệm về người, vì họ có tâm giải thoát. Giải là họ hiểu được cuộc đời vô thường, thoát là họ không bị những thứ giả tạm ở thế gian này trói buộc, đó là giải thoát. Nên nghe qua những công đoạn này, tất cả những người hộ trì Tam Bảo phải có góc độ cho cực kỳ sâu sắc. Mục tiêu gặp Phật Pháp của chúng ta là để có một phương pháp tu để hướng đến giải thoát. Nhiều vị Phật tử gặp những đức nói một câu rằng chúng con gặp Phật Pháp mười mấy hai chục năm, chúng con nghe bao nhiêu người giảng Pháp, giảng cực kỳ hay, giảng văn tự bùi tai vô cùng, nhưng khi con gặp sự cố trong cuộc đời thì không có một cái pháp gì giải quyết được vấn đề. Toàn là chỉ có nghe văn tự mà không giải quyết được vấn đề. Có khi con nghe một bài giảng mà con rơi nước mắt khóc tại chỗ, nhưng cuối cùng thì con vẫn không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà lạ thay, càng nghe con lại càng đi vào cái chỗ mù quáng, mê hoặc, chạy theo hình thức ào ào, rồi chạy theo một người xuất gia lại thành cái tâm đố kỵ nữa chứ. Chỉ cần người xuất gia này quý mến một người nào thì con lại tức tối. Hoặc là bạn đồng tu nào cúng dường hơi nhiều hơn con là con phải cúng dường nhiều hơn họ. Cuối cùng khi đổ vỡ ra thì con mới nhận thức ra, đúng là sao mình ngu si như vậy. Đem tiền làm cực khổ, đi tranh cạnh nhau đi cúng dường, mà không biết được cái việc làm này là việc làm gì Phật Pháp, mà toàn là đi tranh giành những cái hư danh giả tạm. Người xuất gia kia chỉ cần nói vài câu ngọt dịu, chỉ cần cho một trái cốc trái ổi,
Chỉ còn nói vài câu thôi thì tức khắc con muốn bỏ mạng mình bây giờ cũng không từ nát. Vì coi học Phật là đi theo cái hình thức mù quáng kinh khủng không? Trong khi Đức Phật nói rằng tự các con đúc đúc mà đi. Mà mình học Phật mà mình đi vào cái chỗ là dẫn dắt người ta đi đến mù quáng thì đây là cái ác cực kỳ ác. Nên nhà Đức chia sẻ Phật pháp đối với hàng Phật tử, quý vị phải nhớ. Chưa bao giờ những đứa có cái tâm xỏ mũi ai kéo đi. Câu này Đức Phật trong kinh cũng nói, ta chưa bao giờ xỏ mũi người khác kéo đi. Một mình dễ đi hơn, lời này tổ sư nói. Chúng ta là cùng nghe Phật pháp, cùng gây dựng tín tâm, tín nguyện để cầu sanh cực lạc. Mục tiêu đi về của chúng ta là sanh cực lạc. Cái việc sanh về cực lạc không có ai mà kéo mình đi được hết. Chỉ có mình là người tín nguyện niệm Phật được Phật Di Đà tiếp dẫn. Không có một vị thầy nào giúp mình đi về cực lạc hay là vuốt đầu mình tiêu nghiệp gì hết, không có. Họ chỉ đưa lên tư tưởng, chỉ dạy mình tu như những đức mỗi ngày chia sẻ tịnh độ cho quý vị tăng thêm tín tâm tín nguyện. Gọi là bồi dưỡng thiện căn càng ngày càng dày. Nung đúc tinh thần để cho quý vị tu để giải thoát. Còn bản thân những đức cũng phải lo dụng công tu để giải thoát. Nên tất cả những việc chúng ta học Phật từ cái hình thức vuốt đầu, vuốt người hoặc là làm nước gì đó uống để tiêu nghiệp, tất cả những việc này toàn đi vào mê tín đó. Hoặc là một cái pháp phương tiện để dẫn dắt. Nếu như dùng cái pháp phương tiện này để đi vào cái chỗ mà hướng người ta mù quáng thì tức khắc Phật pháp dạy mê tín. Quý vị phải nhớ rằng Phật pháp dạy rất là thật chắc. Như quý vị coi những ngày chủ nhật người ta về tu phải là thật chắc không? Vô cùng thật chắc. Và tất cả những điều chia sẻ của chúng ta là đi vào cuộc sống nhân sinh xác thực luôn. Vì gia đình phần nhiều là vợ chồng, nên giảng ra cái việc trong một cái gia đình vợ chồng. Trong đoàn thể đông người thì có sự đụng chạm, giảng ra vì cái sự đụng chạm đó phải giải quyết làm sao. Từ nơi đó mà tất cả những người học Phật chúng ta đừng nên chạy theo hình thức. Thí dụ như một người đâu nó nổi tiếng nói chuyện ngọt vô cùng, quý vị phải nhớ rằng cái câu ngọt mặt chết ruồi. Một người đàn ông mà ngọt dịu vô cùng thì vô cùng đáng sợ. Càng ngọt dịu chừng nào thì càng đáng sợ chừng đấy. Vì sao? Vì ngọt mặt chết ruồi. Quý vị coi thế gian mà những người nam sở khanh thì nói chuyện rất ngọt mới dụ dỗ với nữ, đúng không? Nên từ nơi đó lời ngọt dịu vô cùng đáng sợ. Thà một người đàn ông thẳng tính, nhưng quý vị thích ngọt mà, nên quý vị mới chết. Từ nơi đó bình tĩnh mà suy nghĩ. Nên người tu hành của chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ. Nên có những người nghe mình chia sẻ Phật pháp họ nói rằng thầy nói chuyện nghe mạnh quá, con nghe pháp những người nói chuyện ngọt dịu quen, bây giờ nghe thầy nói chuyện sao nghe chịu không nổi, nặng quá. Nhưng Đức nói rằng mỗi một đó, cách nói chuyện thì có cái lợi ích của nó khác nhau. Mỗi người gặp duyên không đồng, tùy duyên. Mình vẫn luôn luôn duy trì thà thẳng thắn, mạnh mẽ. Nên cái đô của những Đức, nhiều Phật tử mà nghe quen rồi thì nghe những cái đô nhẹ không cảm giác. Những người thì nghe những cái đô ngọt dịu vuốt ve thì quen, nghe những cái đô mà bụp bụp anh anh thì chịu không nổi. Nên mỗi một người gặp duyên không đồng, quý vị à. Nhưng phải nhớ rằng chúng ta là người học Phật là học ra cái tâm nhận thức giải thoát, chứ không phải là học mù quáng chạy theo một cái hình thức gì ở thế gian này. Thí dụ như trên Hòa Thượng xây chùa, kế đến những đức nuôi chúng, toàn là chúng ta mục tiêu để hướng nhau giải thoát thôi, chứ không có cái gì để xỏ mũi dẫn người khác đi. Phải nhớ, vì nhớ học Phật là để mỗi một con người có góc độ nhận thức Phật pháp. Phật pháp là một nền giáo dục chí thiện, chứ không phải học Phật
để chúng ta dùng trí tuệ thông minh của mình để biến người khác thành một công cụ. Không phải, nhớ nha quý vị, không phải nha. Nếu như quý vị học Phật mà quý vị dùng cái sự hiểu biết của mình để mà quay người khác vòng vòng, hoặc là dùng sự hiểu biết của mình để sử dụng người khác trở thành một công cụ, thì tội lỗi tương lai quý vị đi đâu? Tam đồ ác đạo. Tam đồ ác đạo là chắc chắn. Nên người học Phật phải có cái tâm chân thật, nhiệt tình, rất mạch lạc, rất rõ ràng. Phải có tâm đó đó. Người ta đến với mình đều là người ta hiểu biết được, chân thật, nhiệt tình, người ta cảm thấy yên tâm. Có những người quý vị biết rằng gần gũi người ngọt dịu, quý vị mê hoặc điên đảo với họ, biết rằng họ như vậy mà vẫn phải mê, thoát không được. Có không? Có chứ. Có những cô mà có một người chồng mà người chồng này ngọt dịu, đi đâu cũng có người đàn bà khác, vẫn biết người đàn ông của mình như vậy, nhưng buông ra buông nổi, ở trong cái mê hoặc điên đảo để chịu khổ đau. Đó là gì? Là nợ phải trả. Nhưng cái nợ này trả mà không có một cái pháp tu để giải thoát, thì quý vị coi cái nợ này nó dẫn dắt quý vị đi đâu? Thì tam đồ ác đạo, nên vô cùng ngu si, nên chắc chắn đi vào loài súc sanh. Nên chúng ta mỗi người nghe Phật pháp đó là gì? Đó là học được nền giáo dục chí thiện, học được có sự an lạc và nuôi cái tâm giải thoát là đúng. Nên tất cả những người nghe qua công đoạn này đã từng hộ trì Tam Bảo mà thất vọng ai, thì nên quay đầu niệm Phật, nghĩ rằng món nợ này trả cho xong đi. Rồi xong rồi, trả xong rồi giờ nó lo niệm Phật thôi. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nó nên đến chùa là điều tốt, nhưng có khi lại trở thành điều cực kỳ xấu. Có nhiều lắm. Có nhiều người cứ xách gói đi chùa suốt, nhưng gia đình thì tan nát hết chứ. Có một người này lúc trước những đức biết, hai mẹ con đi chùa và đến một ngôi chùa, đem tiền cúng dường hết trong ngôi Tam Bảo, có được một cái cốc ở, như cái nhà nhỏ để ở, đem tiền cúng dường chùa hết. Cuối cùng chùa đó có vấn đề, thời gian cũng gian nan. Sau này ổn định lại thì chùa đó xây dựng, đập mấy cái nhà đó. Cuối cùng không có chỗ ở. Nhiều Phật tử nói rằng bây giờ hai mẹ con cứ đi lang thang ngoài đường, đi xin ăn. Kinh khủng không? Nếu như mà học Phật như vậy rồi gia đạo mình biết được, thì bị coi mắt tinh tâm Phật pháp cỡ nào. Nên những cái việc như vậy mà vị chủ trì không giải quyết cho người ta thì điều này quá tệ, người quá tệ. Nên mỗi một con người đứng trên vị trí người khác, có những khi vị phải xuống thấp một chút để đi quan sát, để nhìn nhận. Từ thí dụ như cái nhà vị cắt cho người ta ở, vị cũng xem lại cái nhu cầu của mình đang sử dụng, mà mình nghĩ cái nhu cầu cho người ta. Mình trẻ gì nhu cầu mình sao, mình nghĩ cho người ta một chút. Mình già nhu cầu mình sao, để mình nghĩ cho người già một chút. Mình khi tuổi già mình đi lên cầu thang khó khăn sao, thì mình nghĩ người già đi lên cầu thang khó khăn sao. Mình phải có một cái tâm nhận thức như vậy đó, thì mình mới thông cảm cho mọi người được. Nên những người lãnh đạo cao phải có tầm vóc thấp, để làm chi? Để nhìn rộng ở bên dưới, từ lót cái nền móng bên dưới chắc thì mới tiến lên xa. Còn nếu như bây giờ mỗi ngày xa vờ cao siêu không, nhưng mà một số điều mình xả rác ra thì mình không biết, thì thua rồi. Có không? Có chứ. Có những người bị biết rằng là hình thức ào ào vậy đó, nhưng mà đi đâu cũng xả rác một đống cho người ta dọn. Ai cũng kêu ca họ đi xả rác. Những đức từng gần những người rất là có tiếng tâm, nơi nào họ đến là nơi đó mình cực te tu, họ xả ra một đống rác cho mình dọn.
Từ nơi đó, khi mình ở trong đoàn thể phải nhận thức. Cái quan trọng nhận thức sâu sắc nhất là người ta đến tu cùng với mình ở trong chùa mình, mình phải nghĩ cho người ta phát tâm đi vào để ở tu. Làm việc gì cũng vừa vừa thôi. Nếu như biến nó thành một cái công cụ làm việc, không ngó ngàng, không để ý, không quan tâm, không dạy, như vậy thì quý vị vô cùng thiếu trách nhiệm. Thiếu, quá thiếu trách nhiệm. Nên ở trong ngôi Tam Bảo mình, những Đức nhắc suốt, thường thân cận gần gũi các anh em. Những gì những Đức biết được đều chia sẻ hết lòng hết dạ. Họ tu không được, họ không chịu tu, đó là chuyện của họ. Những Đức đã hết lòng, từ cái ăn, cái ở, cái cuộc sống, gần gũi anh em, chia sẻ, nhận thức Phật Pháp, nói rõ ràng nhiệt tình hết. Họ không tu thì thôi, mình cũng cảm thấy mình đã hết lòng, tùy duyên. Những Đức không có bê tha những chuyện này. Đối với các thầy, các cô, các chú, các cụ, những Đức đã làm hết mình. Một mình một chạy vòng vòng bốn điểm đạo tràng. Sống trong cuộc đời này sao vừa lòng người được. Mình có làm cỡ nào đi chăng nữa cũng có những người không vừa lòng, không vừa ý. Nên những Đức khuyên đại chúng trong chùa, ở nơi nào ở ngay chỗ đó đi. Bốn điểm đạo tràng bây giờ ở điểm nào, ở ngay được chỗ đó đi. Chỗ nào mình đưa đi qua thì cứ ở ngay chỗ đó đi, đừng có mầm mống. Thí dụ như bây giờ hộ pháp bên đây rất là chặt, bây giờ rất là đông người, mấy điểm kia nên ở bình yên mà lo niệm Phật, đừng có lang thang. Ở trong ngôi Tam Bảo phải biết chấp hành nội quy, biết chấp hành nội quy. Hàng Phật tử vô cộng tu mình phải gây dựng cái phước, cái duyên. Mình đừng có mà mình tùy tiện, mình nghĩ mình cộng tu, mình tùy tiện rồi mà không được thì mình đi về. Cái tâm mình mà như vậy sao mai mốt mình có duyên vô chùa? Cái gì cũng phải gầy dựng cái nhân cho nó dày thì mới có cái quả chứ, đúng không? Dù mình vô chùa mình cộng tu nhưng mình buông điện thoại, mình được trong Tam Bảo lo chứ, thì mình cũng như thường trụ trong chùa. Mình cứ gầy dựng cho đàng hoàng đi, mình đàng hoàng rồi sau này mình muốn ở luôn, người ta chấp nhận mình liền. Còn mình vừa vô cộng tu thôi mà mình tùy tiện muốn làm gì làm, rồi người ta đưa cái phương pháp tu ổn định, còn mình thì nghe cái này nghe cái kia, mình đem vô trong chùa chuyên tu của người ta. Hoặc là trong chùa mình chỉ chuyên một điều niệm Phật, một là của Hòa Thượng, hai là của Những Đức. Bây giờ mình vô mình bắt niệm Phật này niệm Phật kia trong chùa là không đúng. Đây là những cái điều mà quý vị phải nhận thức cho sâu sắc. Nên khắp nơi nơi mình chưa đi về chùa, mình nghe gì mình cũng hiểu ở đây, người ta chuyên tu. Quý vị đi đây lúc nào cũng nghe mình Những Đức hướng dẫn không? Hòa Thượng thì ngày xây chủ, xung quanh chùa thì điều niệm Phật quý vị để ý thấy rõ ràng. Không nên phổ biến cái gì lạ vô đây, phổ biến lạ vô đây là không có được. Rồi có những người biết trị bệnh này kia, đi vô chùa tùy tiện cho thuốc trị bệnh, việc này người ta đâu có nhờ mình đâu. Người ta đã không nhờ mình mà mình làm là mình phạm quy củ, mình làm bậy rồi. Ở đây là mục tiêu người ta hướng dẫn để cầu giải thoát, gầy dựng cái tâm người ta từ khi còn khỏe đến khi người ta già yếu đi, người ta nhờ cái tâm quyết này mà người ta được giải thoát. Quý vị tưởng đâu cái việc làm mình là tốt hả? Nó tốt trước mắt mà nó hại người ta. Nên cái việc này mình chưa hỏi ban tổ chức mà mình làm là sai. Tự cho thuốc tầm bậy tầm bạ, tự đi bấm nguyệt làm việc này việc kia, không có nên làm việc gì chứ. Vì lo vô đây lo niệm Phật thôi à. Người ta không có nhờ mình, đừng có đụng vô. Những người cộng tu nhớ đó. Cái gì không hiểu thì mình cứ hỏi, chứ đừng có nên tùy tiện. Đừng nên tùy tiện. Vô tới chùa là giao điện thoại liền. Khi đi tu là mình nói gia đình rõ ràng ấy. Nên vô tới trong chùa là giao điện thoại liền. Hàng cộng tu cư sĩ, xuất gia gì cũng vậy, vô trong đạo tràng mình là phải chấp hành quy củ cho đàng hoàng. Còn nếu không là ban tổ chức sẽ tự sắp xếp. Mình cũng hết duyên đó quý vị. Những điều những Đức nhắc nhở đây nó rất là quan trọng cho chúng ta là người tu đạo, là hướng mục tiêu để giải thoát. Nên người nhiều người vô chùa mình, quý vị coi, chúng ta đều là mục tiêu hướng đến giải thoát, sống thương yêu giúp đỡ nhau, lo lắng cho nhau, hỗ trợ nhau đi tu. Mục tiêu là giải thoát chứ không ai xỏ mũi mình dẫn đi. Những Đức cũng chưa bao giờ suy nghĩ rằng chúng trong chùa phải làm cực khổ. Những Đức không bao giờ nghĩ rằng biến quý vị làm công cụ, không có. Điều này tội lỗi, không ai làm điều này. Chúng ta đều là bạn đồng tu chân thật nhiệt tình đến với nhau, tu hành giúp cho nhau được vui vẻ và an lạc và hướng đến giải thoát. Phải nhớ.
Nên tất cả những người hộ trì Tam Bảo, những người đi đến chùa tu đừng nên trở thành mù quáng. Phải có góc độ cho nó sâu sắc. Đi đến chùa không phải là tạo thêm nhiều thứ phiền phức cho mình, không phải. Mà mình đi đến chùa để cảm giác được sự an lạc, bình an. Điều này quý vị phải hiểu. Chứ không phải rằng là đi đến chùa để quý thầy đưa cho quý vị thêm cái gánh nặng. Không phải. Như vậy là sai rồi. Nhưng Đức chưa bao giờ đưa cho Phật tử cái điều gánh nặng gì cho quý vị. Việc thiện, việc tốt gì làm thì nêu lên tùy duyên thôi. Chưa bao giờ nhờ giả quý vị những điều tạo cái gánh nặng cho quý vị. Chưa có một Phật tử nào cúng dường cho những đức một lần nào mà gọi là cúng mà bị miễn cưỡng, cúng mà bị câu thúc nặng nề, chưa bao giờ. Những đức nói thà quý vị không cúng, đừng nên bị cái tâm đó. Thà bây giờ người ta chưa cúng mà để sau này người ta hiểu người ta cúng bằng một góc độ trí tuệ hiểu biết, còn hơn là mình dùng cách này cách kia để người ta cúng một lần và người ta sợ chạy mất dép. Nên tất cả những người tu hành chúng ta phải nhớ điều này. Việc gì mình có thể chấp nhận, mình quyết được. Chứ không phải là mình bị mù quáng, bị người ta dùng lời ngọt dịu làm mê hoặc mình. Không phải. Mình là do mình quyết định quyết đoán. Việc đó là do mình chấp nhận và thích. Không phải bị người ta gạt. Phải nhớ. Như vậy thì mình là người hướng đến chánh tín. Còn nếu như mình bị hụt hẳng, mình nói người ta gạt mình, mình bị tức tối, bị những lời dụ dỗ mê hoặc, ngọt dịu làm mình mê hoặc, rồi cuối cùng mình lại bị mất tín tâm với Phật pháp. Đây là tại mình ngu si. Có khi những người 40-50 tuổi, 50-60 tuổi mà vẫn bị một người xuất gia cực kỳ trẻ tuổi mê hoặc điên đạo, dụ dỗ, đúng là vô cùng ngu si. Thì coi, dù có những người xuất gia họ trẻ tuổi, họ xuất gia, nhưng mà với cái cuộc đời của họ cũng cực kỳ trẻ. Có những cái họ nói mà đi vào trọng tâm chuẩn vô cùng thì được. Còn nếu như họ trẻ vô cùng còn mê chơi thì thật sự mà nói chúng ta chưa có phải là đặt lòng tin vào họ được, vì họ chưa được cái sự trải nghiệm gì trong cuộc đời này đặc biệt. Nên từ nơi đó mà quý vị phải nhớ, không được hụt hẳn đối những lời mê hoặc điên đạo. Quý vị cũng đã từng dính mắc mê hoặc điên đạo, khi đổ vỡ ra không cần phải hụt hẳn. Chúng ta nghĩ đây là duyên số phải trả nợ, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nhưng phải tỉnh táo và quay đầu niệm Phật là đúng. Còn nếu như chấp mê bất ngộ, vẫn ngu si trong cái mê hoặc ngu si đó thì bị chịu cái đạn này là thua rồi. Bị chết chắc rồi, tam đồ ác đạo đang cho bị có phần. Nên có nhiều người học đạo, những đức phiên, đừng nên mất tín tâm đối với người xuất gia, người tu. Họ như thế nào là nhân quả họ tự chịu. Quý vị đừng bao giờ nói họ gạt mình. Cái ngu si đó mà nói gạt cái gì. Cuộc đời đến thế gian này cái gì cầm theo được mà gạt. Chỉ có cái mạng này thôi mà nó còn bỏ mình mà. Tiền của vật chất gì mà cầm theo được mà gạt gì quý vị. Nên bình tĩnh, đừng nên mất tín tâm, đừng nên chán nản gì hết. Hãy nhận thức Phật pháp và hướng đến lời dạy Đức Phật để mà chân thật hành trì, nuôi cái tâm giải thoát, chân thật niệm Phật, hướng về thế giới cực lạc. Nợ ở thế gian vui vả đi, chánh trả nợ tam đồ ác đạo, và tín nguyện niệm Phật hướng về cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.